Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tiêu điểm quốc tế. Chương trình hôm nay, ngày 3 tháng 8 năm 2023, sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau. Nga tăng oanh tạc ở đông Ukraine, UAV Nga tấn công Odessa. Tại sao Rabotino có tính chất quyết định với cả Nga và Ukraine? Lý do Ukraine từ bỏ chiến thuật chiến đấu của phương Tây, tránh lao vào các bãi mìn. Bóng ma phượng hoàng của Mỹ bị tác chiến điện tử Nga hạ gục. NATO để ý nhất cử nhất động của Wagner gần biên giới một quốc gia đồng minh Lý do hội nghị hòa bình tại Ả Rập Xê Út quan trọng với Ukraine. Tiềm năng của nhóm BRICS. Đảo chính Niger, tướng Abdurrahmane Tiani tuyên bố không nhượng bộ. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga tăng oanh tạc ở đông Ukraine, UAV Nga tấn công Odessa. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở sườn Đông và Nam. Ukraine tố Nga hàng trăm lần oanh tạc các địa phương Ukraine, trong khi Moscow cũng báo cáo Kiev cho UAV tấn công nhiều mặt trận. Theo hãng tin Ukraine Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, quân Nga trong ngày 2 tháng 8 đã 5 lần dội tên lửa, 86 lần công kích, 36 lần khai hỏa các hệ thống pháo phở lực bắn loạt (MRRS) vào các vị trí của lực lượng Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công trên đã gây ra một số tổn thất cho dân thường. Quân Nga cũng tấn công vào hàng loạt khu định cư ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine, đặc biệt là ở các thành phố chủ chốt gồm Bakhmut, Avdiivka, Liman, Mariinka. Ngoài ra, các lực lượng Moscow cũng tăng cường oanh tạc thành phố Kubiansk, tỉnh Kharkiv, và các địa phương ở các tỉnh Zabrychia và Kherson. Vào đêm 2 tháng 8, quân Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái UAV cảm tử Shahed-136-131. Theo lực lượng không quân Ukraine, các UAV này được phóng từ ba hướng, gồm thành phố Kursk, thị trấn Primorsko, akhtars của Nga, Mũi Chauda, bán đảo Crimea các đơn vị phòng không đã phá hủy 23 trong tổng số các UAV Nga triển khai. Song không may, một phần số còn lại đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng tại tỉnh Odessa. Bộ Tổng tham mưu cảnh báo rằng khả năng các lực lượng Nga tiếp tục không kích và nã tên lửa vào Ukraine vẫn còn rất cao. Bộ này cho biết hai bên lực lượng đã có 33 cuộc đụng độ dọc chiến tuyến trong ngày 2 tháng 8. Theo Bộ Tổng tham mưu, chiến dịch phản công của Ukraine ở khu vực Militopol và Berdyansk ở tỉnh Zabrysia vẫn đang tiếp tục. Tại đây, quân phòng vệ Ukraine nỗ lực củng cố vị trí trên các tuyến, đã giành lại được từ tay Nga và đẩy mạnh tiến công. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay Ukraine đã 10 lần tấn công đối phương, trong đó có 9 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực khí tài và thiết bị quân sự và một cuộc tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của quân đội Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine lần lượt bắn trúng 20 khẩu pháo, một trạm radar, hai sở chỉ huy, một cụm nhân lực, một kho khí tài và thiết bị quân sự, hai kho đạn và một hệ thống phòng không của quân Nga. Theo hãng thông tấn TASS, Quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nói rằng, trong ngày 2 tháng 8, quân Ukraina đã 74 lần pháo kích vào Donetsk, khiến 8 dân thường bị thương. Theo Donetsk, trong số 74 đợt pháo kích nói trên, có 48 đợt nhắm vào thành phố Donetsk, 14 đợt nhắm vào thành phố Korovka và 12 đợt nhắm vào thành phố Yasinivs-Vataya. Cũng trong ngày 2 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của quân Ukraine tại Donetsk. Các lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn và xóa sổ khoảng 295 binh sĩ Ukraine tại Donetsk trong ngày qua. Tổn thất của Ukraine lên tới 295 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 xe bọc thép chiến đấu, 4 xe bán tải, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo cơ giới Kopnikka, hai lựu pháo D20 và một pháo D30, vì phát ngôn viên cho biết thêm. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 12 quả hỏa tiến được phóng từ hệ thống pháo vật lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và bắn hạ 28 UAV của Ukraine trong ngày 2 tháng 8 tại các chiến tuyến miền đông và miền nam, gồm Lugansk, zaporizhzhia và Kherson. Chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân ngày 2 tháng 8, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gratkov, cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV tại tỉnh này. Hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt ở khu vực Belgorod và khu vực Yakovlevo để bắn hạ một UAV cánh cố định. Các dịch vụ khẩn cấp đang kiểm tra tình hình trên mặt trận sau vụ bắn hạ. Ông nói, đầu tư cho biết thêm rằng hiện chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người và của. Tại sao Rabotino có tính chất quyết định với cả Nga và Ukraine? Trong cuộc tấn công vào ngày 27 tháng 7 vừa qua vào làng Rabotino, lưu đoàn bộ binh cơ giới 116 của quân đội Ukraine đã hứng chịu rất nhiều tổn thất. Sau khi tuyên bố giai đoạn thứ hai của cuộc phản công chính thức bắt đầu, quân đội Ukraine đã tung lực lượng đáng kể nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga tại làng Rabotino thuộc quận Pohovsky của vùng Zaporozhye. Làng Rabotino nằm tại phía nam thị trấn chiến tuyến Odykhiv, hiện do Ukraine chiếm giữ 10 km. Từ thị trấn Odykhiv tới làng Rabotino được coi là khu vực phòng ngự phía trước của tập đoàn quân hỗn hợp số 58 của Nga. Tại đây, các trung đoàn của Nga bám trụ nhiều tuần và liên tục chiến đấu nhằm đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine trong hơn 8 tuần qua. Trong đợt đột kích vào rạng sáng 27 tháng 7 vào làng Rabotino, cũng là ngày đầu tiên của giai đoạn 2 của cuộc phản công, lữ đoàn bộ binh cơ giới 116 của quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề, hàng trăm binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu, hàng chục xe bọc thép bị trúng mìn hoặc bị trúng đạn chống tăng, trong đó phần lớn là xe chiến đấu bộ binh Bradley mà Mỹ viện trợ. Đảm nhiệm chiến đấu phòng ngự trực tiếp tại làng Rabotino là trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 71 thuộc tập đoàn quân 58, được quả lực pháo binh UAV cảm tử Lancet và trực thăng vũ trang hỗ trợ tối đa đã đẩy lùi các đợt tấn công của lữ đoàn 116 Ukraine vào khu vực này. Chiến trường Rabotino vô cùng ác liệt. Nhiều lính Ukraine đã chủ động ra hàng quân Nga để được cứu mạng. Các tù binh Ukraine nói rằng, trong cuộc tấn công ngày 27 tháng 7, chỉ riêng ở khu vực Rabotino, lữ đoàn 116 của họ đã thiệt hại 70% quân số. Các cuộc tấn công trong những ngày qua của quân Ukraine vào chiến tuyến quân Nga chủ yếu bằng chiến thuật biển người mà thiếu đi xe tăng hay xe bọc thép, cũng như pháo binh hỗ trợ hỏa lực. Do vậy, việc mở cửa, đột phá vào trung tâm phòng ngự của quân nga càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của quân ukraine, các đơn vị của trung đoàn cận vệ 71 đã không để lực lượng của ukraine lùi ra có thời gian củng cố lực lượng để tiếp tục tiến công mà tổ chức các cuộc phản công, truy kích và phục kích. Theo trang biên niên sử quân sự của nga, đơn vị bầy sói thuộc tiểu đoàn xung kích số 2 thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 3 quân đội ukraine được thành lập từ tàn dư của tiểu đoàn azov đã bị phục kích bởi lực lượng đặc biệt của trung đoàn cận vệ 71. Quân Nga tại Robotino đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM phá hủy xe tăng T-72M1 do Ba Lan cung cấp và viện trợ cho Ukraine, đồng thời khôi phục các bãi mìn mà phía Ukraine đã phá hủy. Tổ chức truy quét tàn quân của lưu đoàn 116 còn lẩn trốn sau các vành đai rừng mà chưa kịp rút lui. Như vậy có thể khẳng định làng Robotino là điểm chốt mà Nga quyết giữ và Ukraine quyết tâm chiếm lấy. Việc quân đội Ukraine tiếp cận được Robotino cách vị trí xuất phát tiến công của họ 10 km cũng được coi là thắng lợi lớn nhưng phía sau Rabotino là đầu mối giao thông trọng yếu Tokmak, một vị trí chiến lược mà Nga bất cứ do nào cũng phải giữ được. Theo hãng tin CNN của Mỹ, để tập trung cho nhiệm vụ tấn công vào Rabotino, quân đội Ukraine đã tập trung xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh M2 Padley, pháo tự hành M109A6 Paladin 155 ly và nhiều loại khí tài hiện đại khác. Ngoài ra, còn có hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Avenger để bảo vệ đội hình chiến đấu. Để biết tầm quan trọng của chiến dịch này, có thể thấy cả hai phía Nga và Ukraine đều có quan chức cấp cao trực tiếp tới kiểm tra và đốc chiến. Theo hãng tin Nga Sputnik và TASS, ngày 1 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, đã tới chiến trường Zaporozhye để thị sát sở chỉ huy tiền phương của cụm và nghe tư lệnh cụm Thượng tướng Alexander Romanchuk báo cáo về kết quả chiến đấu của quân đội Nga trên hướng Orikhov Rabotino. Trong quá trình thị sát, tướng Gerasimov đã nhắc nhở chỉ huy cụm quân chú ý tới việc đánh phủ đầu quân đội Ukraine, tiến hành các hoạt động chống phá binh, đây là lần thứ hai tướng Gerasimov xuất hiện trước công chúng sau sự cố binh biến Wagner. Đồng thời cũng là chuyến đi đầu tiên gần đây của ông ra chiến trường. Còn theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì đích thân tới sở chỉ huy tiền phương của quân đội Ukraine tại Dnipro. Cùng đi còn có Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Zhuzhny, tham mưu trưởng lục quân Siusky, giám đốc tình báo Budanov, tư lệnh không quân Olechuk, tư lệnh hậu cần Huliak, thứ trưởng quốc phòng Zamlinsky cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Tại sở chỉ huy tiền phương của Ukraine tại Dnipro, có mặt gần như tất cả các chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine đều tập trung vì một việc, đó là phát động đợt phản công thứ hai. Sau đợt phản công đầu tiên, Ukraine chỉ chiếm lại được 8 ngôi làng, sau đó họ bị nhấn chìm trong những bãi mìn của quân đội Nga. Lý do Ukraine từ bỏ chiến thuật chiến đấu kiểu phương Tây, tránh lao vào các bãi mìn. Những tuần đầu tiên của cuộc phản công của Kiev đã không thuận lợi với quân đội Ukraine, những người được Mỹ và các đồng minh huấn luyện trang bị khí tài. Theo tờ New York Times, trang bị khí tài tiên tiến của Mỹ và được giới thiệu là lực lượng tiên phong của một cuộc tấn công lớn. Nhưng các binh sĩ Ukraine đã mắc kẹt trong các bãi mìn dài đặc của Nga, dưới hỏa lực liên tục từ pháo binh và trực thăng. Các đơn vị bị mất phương hướng. Một đơn vị đã phải trì hoãn cuộc tấn công vào ban đêm, làm mất đi lợi thế. Một đơn vị khác gặp trở ngại tới mức các chỉ huy của họ phải rút họ ra khỏi chiến trường hoàn toàn. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích độc lập cho biết giờ đây, các lưu đoàn Ukraine do phương Tây đào tạo đang cố gắng xoay chuyển tình thế theo đó các chỉ huy quân đội ukraine đã thay đổi chiến thuật tập trung vào việc hạ gục lực lượng nga bằng pháo binh và tên lửa tầm xa thay vì lao vào các bãi mìn dưới làn đạn một đợt tăng điều động quân đang diễn ra tại miền nam đất nước với làn sóng thứ hai của các lực lượng do phương tây huấn luyện đang phát động các cuộc tấn công chủ yếu ở quy mô nhỏ để chọc thủng phòng tuyến của nga nhưng các kết quả ban đầu còn chưa ổn định mặc dù đã chiếm lại một vài ngôi làng quân đội ukraine vẫn chưa đạt được những thành tựu to lớn như những thành công trước đây tại các thành phố chiến lược Kherson và Kharkiv vào mùa thu năm ngoái, quá trình huấn luyện phức tạp trong các cuộc diễn tập của phương Tây đã mang lại cho người Ukraine rất ít sự an tâm khi đối mặt với hàng loạt đợt pháo kích của Nga. Quyết định thay đổi chiến thuật của Ukraine là một tín hiệu rõ ràng cho thấy hy vọng của NATO về những bước tiến lớn do các quân đội Ukraine được trang bị khí tài mới, được huấn luyện mới đã không thành hiện thực ít nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nó có thể cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo mà người Ukraine nhận được từ phương Tây. Và việc việc liệu khí tài trị giá hàng chục tỷ đô, bao gồm gần 44 tỷ đô từ chính quyền Tổng thống Biden, có thành công trong việc biến quân đội Ukraine thành một lực lượng chiến đấu tiêu chuẩn NATO. Cuộc phản công không thất bại, nó sẽ kéo dài trong vài tháng cho tới mùa thu. Michael Kaufman, một thành viên cao cấp tại quỹ Kennedy vì hòa bình quốc tế, người gần đây đã tới thăm tiền tuyến nhận xét, có thể cho rằng vấn đề nằm ở việc với một vài tháng huấn luyện, các đơn vị Ukraine có thể đã chuyển nhiều hơn sang chiến đấu theo cách mà các lượng Mỹ có thể chiến đấu. Dẫn đầu cuộc tấn công chống lại tuyến phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga thay vì giúp người Ukraine chiến đấu theo cách tốt nhất mà họ biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng tỏ dấu hiệu rằng chiến lược của ông là làm cho Ukraine và các đồng minh của họ kiệt sức và các quan chức Mỹ cũng lo ngại rằng việc Ukraine quay trở lại chiến thuật cũ có nguy cơ sẽ dẫn tới chạy đua với nguồn cung cấp đạn quý giá khiến Ukraine gặp bất lợi trong một cuộc chiến tiêu hao. Các quan chức chính quyền Mỹ đã hy vọng chiến lữ đoàn do phương Tây đào tạo khoảng 36.000 quân sẽ cho thấy rằng chiến thuật của mỹ vượt trội hơn so với cách tiếp cận của nga trong khi người nga có cơ cấu chỉ huy tập trung cứng nhắc thì người mỹ đã dạy người ukraine trao quyền cho các sĩ quan đưa ra quyết định nhanh chóng trên chiến trường và triển khai các chiến thuật vũ trang phối hợp các cuộc tấn công đồng bộ của lực lượng bộ binh thiết giáp và pháo binh các quan chức phương tây ủng hộ cách tiếp cận đó hiệu quả hơn so với chiến lược tốn kém là tiêu hao lực lượng nga vốn có nguy cơ làm cạn kiệt kho khí tài của ukraine phần lớn quá trình huấn luyện liên quan tới việc hướng dẫn quân đội ukraine cách tấn công thay vì phòng thủ trong nhiều năm, quân đội Ukraine đã thực hiện các chiến thuật phòng thủ khi lực lượng đòi độc lập tiến hành các cuộc tấn công tại miền đông Ukraine. Khi Moscow bắt đầu đưa quân vào Ukraine hồi năm ngoái, quân đội của Kiev cũng triển khai các hoạt động phòng thủ, khiến Nga không thể giành được chiến thắng nhanh chóng mà họ đã dự đoán. Colin Katz, người gần đây đã từ chức quan chức chính sách hàng đầu của Lầu Đâm Góc, cho biết nỗ lực giành lại lãnh thổ của Ukraine đòi hỏi họ phải chiến đấu theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, các lữ đoàn do phương Tây đào tạo chỉ được huấn luyện khí tài phối hợp từ 4 tới 6 tuần, và các đơn vị đã mắc một số sai lầm khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6 khiến họ phải lùi bước. Theo các quan chức và nhà phân tích Mỹ gần đây đến thăm tiền tuyến, trò chuyện với binh sĩ và sĩ quan Ukraine, một số đơn vị đã không thể dọn sạch đường tiến quân và đụng phải mìn. Khi một đơn vị trì hoãn cuộc tấn công vào ban đêm, một trận pháo kích kèm theo để hỗ trợ cho cuộc tiến công của họ lại vẫn diễn ra như dự kiến, chẳng các nào báo trước cho người Nga. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, trong hai tuần đầu tiên của cuộc phản công, có tới 20% khí tài Ukraine gửi tới chiến trường, đã bị hư hại hoặc phá hủy. Con số thiệt hại bao gồm một số cỗ máy chiến đấu ghê gớm của phương Tây, xe tăng và xe bọc thép chở quân mà người Ukraine đã đặt nhiều trông đợi. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng các chiến thuật mới học được lần đầu luôn rất khó khăn, đặc biệt là khi phản ứng của Nga là tư thế phòng thủ kiên cố và pháo bình mạnh. Rob Lee, một chuyên gia nghiên cứu Nga tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Philadelphia và là một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ, người cũng đã từng ra tiền tuyến Ukraine cho biết Họ đã được giao một yêu cầu quá cao, họ có một khoảng thời gian ngắn để huấn luyện về thiết bị mới và phát triển sự gắn kết của đơn vị đó. Sau đó họ bị ném vào một trong những tình huống chiến đấu khó khăn nhất, họ đã bị đặt vào một tình thế vô cùng khó khăn. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận vào cuối tháng 7 rằng cuộc phản công của đất nước ông chống lại quân đội Nga đang tiến triển chậm hơn dự kiến. Chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu nó vào mùa xuân, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đã không thể thực hiện vì chúng tôi không có đủ đạn và khí tài cũng như không đủ các lữ đoàn được huấn luyện bài bản ý tôi là được huấn luyện bài bản về những loại khí tài này ông zelensky nói qua liên kết video tại diễn đàn an ninh aspen một đề nghị an ninh quốc gia hàng năm ông nói thêm rằng vì chúng tôi bắt đầu hơi muộn nên nga đã có thời gian để gài mìn tất cả các vùng đất của chúng tôi và xây dựng một số tuyến phòng thủ một số chuyên gia quân sự cho rằng ukraine có thể quay trở lại cách thức tác chiến của mỹ nếu nước này chọc thủng được hệ thống phòng thủ kiên cố của nga nhưng tấn công khó hơn là phòng thủ tôi không nghĩ họ đang từ bỏ chiến thuật vũ trang phối hợp philip brelov tướng không quân 4 sao của Mỹ đang nghỉ hưu, đồng thời là chỉ huy tối cao của đồng minh NATO ở châu Âu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, nếu họ vượt qua được tuyến phòng thủ thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba, tôi nghĩ bạn sẽ thấy định nghĩa về khí tài phối hợp. Phát biểu tại diễn đàn Aspen, Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden cho biết, Ukraine có một lượng đáng kể sức mạnh chiến đấu mà họ chưa cam kết tham gia cuộc chiến và họ đang cố gắng chọn thời điểm để đưa sức mạnh chiến đấu đó vào cuộc chiến khi nó sẽ có tác động tối đa trên chiến trường. Thời điểm đó dường như đã tới vào tuần trước, khi Ukraine tăng cường đáng kể cuộc phản công với hai mũi tấn công về phía nam, dường như nhằm vào các thành phố tại vùng Zaporizhia, Melitopol gần biển Azov và Berdyansk phía đông trên bờ biển Azov, nhưng trong cả hai trường hợp, người Ukraine chỉ tiến được vài km và còn hàng chục km nữa phải tiến. Nhưng các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu làn sóng thứ hai này dựa vào các cuộc tấn công của các đơn vị nhỏ hơn liệu có tạo được đủ sức mạnh chiến đấu và động lực để cho phép quân đội Ukraine vượt qua hàng phòng thủ của Nga hay không. Gaian, Luca và Alexander Tronen. Các nhà phân tích của công ty tình báo trên của Anh nói rằng chiến lược tấn công đơn vị nhỏ rất có khả năng dẫn tới tổn thất hàng loạt, tổn thất thiết bị và lợi ích lãnh thổ tối thiểu cho Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết sự gia tăng lực lượng Ukraine trong tuần qua diễn ra vào thời điểm người Ukraine đang dọn đường qua một số tuyến phòng thủ của Nga và bắt đầu xóa sổ quân đội và hòa bình đối phương. Một quan chức phương Tây yêu cầu số tên khi thảo luận về chi tiết hoạt động và đánh giá tình báo cho biết người Nga đã bị kéo căng và vẫn gặp vấn đề với hậu cần, cung ứng, nhân sự và khí tài. Bóng ma phượng hoàng của Mỹ bị tác chiến điện tử Nga hạ gục. Theo Eurasian Times, máy bay không người lái cảm tử tiên tiến nhất của Mỹ có biệt danh bóng ma phượng hoàng Switchblade 600 của Mỹ bị tác chiến điện tử Nga hạ gục. Video trên mạng xã hội cho thấy UAV gần như nguyên vẹn. 7 tháng sau khi lần đầu tiên tới chiến trường Ukraine, loại UAV cảm tử làng vàng có biệt danh bóng ma phượng hoàng Switchblade 600 do Mỹ sản xuất có thể đã rơi vào tay Nga sau khi nó bị rơi tại vùng Donetsk. Thông tin về video này được đăng tải nhiều trên mạng xã hội. Một clip lan truyền được nhiều tài khoản Twitter và Telegram đăng tải cho thấy, một UAV cảm tử Switchblade 600 gần như nguyên vẹn đã bị hư hại nhẹ bên ngoài và nhiều suy đoán cho rằng có thể các kỹ sư Nga sẽ nghiên cứu công nghệ UAV cảm tử tiên tiến này của Mỹ. Đây là lần thứ hai UAV cảm tử Switchblade 600 rơi vào tay Nga. Lần đầu tiên vào cuối tháng 4 năm 2016, khi một video cũng được đưa lên mạng xã hội cho thấy một số binh sĩ Nga đang kiểm tra phần sau của chiếc UAV cùng với động cơ với phần phía trước được cho là đã bị phá hủy khi UAV bị đánh chặn. Mẫu vật đó đương nhiên sẽ ít hữu ích hơn với bất kỳ quốc gia đối thủ nào, đặc biệt là Nga, quốc gia luôn quan tâm tới hệ thống dẫn đường, đầu đạn và quang điện tử nằm ở phía trước chiếc UAV cảm tử được coi là khí tài tối tên của Mỹ. UAV cảm tử Switchblade 600 cũng trở thành loại khí tài hiện đại thứ tư của phương Tây mà Nga được cho là đã thu giữ và có thể được dùng để sao chép, đồng thời tìm ra được những điểm yếu để chống lại loại UAV này, đồng thời khai thác những công nghệ tiên tiến trong những khí tài này để áp dụng trong khí tài của Nga. Nga đã có trong tay một mẫu tên lửa có điều khiển bằng GPS M31 của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, tức là hành trình Storm Shadow, chiếc UAV mq chiến Reaper mà hải quân Nga tuyên bố đã trục vớt được ngoài biển đen sau khi nó bị rơi ngày 14 tháng 3. Theo Eurasian Time, UAV Switchblade 600 bị nứt và hư hỏng nặng nhưng hình dáng vẫn còn nguyên vẹn. Có một số tấm ốp thân bị mất, tuy nhiên về tổng thể, chiếc UAV Switchblade 600 có thể chưa bị hỏng hóc các linh kiện điện tử bên trong. Đoạn video bắt đầu với cảnh hệ thống quan sát và tìm kiếm mục tiêu của UAV EO, sau đó là phía sau nơi có các cánh quạt đẩy có thể gặp lại. UAV Switchblade 600 được đặt lộn ngược trên giá đỡ, các cánh trước và sau vẫn có thể được gặp lại. Mặc dù tất cả các bài đăng đều cho biết UAV Switchblade 600 được tìm thấy tại Donetsk, nhưng lại khác nhau về cách nó bị bắn hạ. Một số kênh Telegram cho biết chiếc Switchblade 600 đã không phát nổ khi tấn công mục tiêu của quân Nga, trong khi những cây khác thì cho biết nó đã bị tác chiến điện tử Nga EW vội hóa. Nếu chiếc UAV cảm từ Switchblade 600 tấn công mục tiêu mà không thể phát nổ, thì UAV chắc chắn phải va vào vật cứng và điều này sẽ khiến phần phía trước của UAV, bộ phận EO bị phá nát. Nhưng do hệ thống EO còn nguyên vẹn và phần thân trước cho thấy có khả năng nó bị EW của Nga tấn công. Một câu hỏi đặt ra là các kỹ sư Nga có thể sao chép nó hay không? Câu trả lời là có thể vì Nga có khả năng sẽ nghiên cứu hệ thống dẫn đường của Switchblade 600, các thiết bị đo cự ly từ xa và công nghệ quang học trong máy ảnh EO, một lĩnh vực mà Nga từ lâu đã tụt hậu so với Mỹ việc phát triển một mẫu UAV cảm tử như Switchblade 600 khiến các nhà sản xuất Mỹ phải tốn ít nhất hàng trăm triệu đô. Kể cả trong điều kiện mối quan hệ bình thường, Nga cũng đừng mơ tiếp cận công nghệ của loại khí tài này. Do vậy, đây là cơ hội lớn để các kỹ sư Nga tìm hiểu Switchblade 600 để phát triển những loại khí tài mới của Nga. Hiện nay, Nga cũng đã có UAV cảm tử Gheran 2 và Lancet là những mẫu UAV giá rẻ, được sản xuất hàng loạt và được sử dụng rộng rãi nhưng mang lại kết quả tốt và Nga không bỏ lỡ cơ hội sao chép Switchblade 600 để hoàn thiện hơn những mẫu UAV cảm tử mới của họ với công nghệ hiện đại phương Tây mà không hề mất đi thời gian và kinh phí phát triển. Ukraine ban đầu được Mỹ viện trợ Switchblade 300 khi xung đột mới nổ ra, đã có nhiều video về UAV Switchblade 300 tấn công bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ của Nga. Việc sử dụng Switchblade 600 giảm dần khi Ukraine hết loại UAV này. Nhưng điều quan trọng là sức công phá của Switchblade 300 quá nhỏ, chỉ tương đương với đạn phóng lựu 40 mm nghĩa là khó có thể làm tổn hại một chiếc xe bọc thép, chứ chưa nói tới xe tăng. Những chiếc UAV Switchblade 600 đầu tiên được cho là đã tới Ukraine vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm ngoái. Sau đó, ngày 24 tháng 2, Mỹ thông báo chuyển giao những chiếc Switchblade 600 mới như một phần của gói viện trợ khí tài trị giá 2 tỷ đô, viện trợ mà không nêu rõ số lượng. Phiên bản Switchblade 300 nặng 2,5 kg, bao gồm cả đầu đạn và có thời gian hoạt động 15 phút. Switchblade 600 là biến thể có phạm vi mở rộng có thể đạt tới 40 km, nặng 54,4 kg, trọng lượng bao gồm tất cả và được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại và quang điện tử kép. Với đầu đạn lớn hơn, Swift 600 có thể xóa sổ xe tăng và xe bọc thép, khiến nó trở thành khí tài chống thiết giáp hiệu quả. UAV cảm tử Switchblade được thiết kế để tấn công chính xác xóa sổ sinh lực lộ hoặc khí tài không được bảo vệ như trận địa pháo, cối. Theo một số ước tính, chiếc UAV cảm tử Switchblade 300 có giá chỉ khoảng 6.000 đô, nhưng giá chiếc Switchblade 600 cao hơn rất nhiều. UAV Switchblade có gắn camera và có thể được sử dụng như một UAV giám sát mini để quan sát chiến trường. Cả hai loại UAV Switchblade được tích hợp phần mềm cảm biến cho phép người điều khiển chuyển tọa độ mục tiêu ngay lập tức từ UAV giám sát sang Switchblade. Nhà sản xuất cho biết UAV Switchblade 300 có thể được triển khai chiến đấu trong vòng chưa đầy 2 phút. NATO để ý nhất cử nhất động của Wagner gần biên giới một quốc gia đồng minh. Gần đây các nước thành viên ở phía đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lo ngại trước sự hiện diện của lực lượng quân sự Wagner tại Belarus vốn chuyển đến từ Nga sau cuộc binh biến hồi tháng 6 vừa qua. Một quân chức giấu tên của NATO tiết lộ NATO đang theo dõi rất sát tình hình tại khu vực biên giới phía đông, bao gồm cả vụ việc liên quan tới thông tin hai trực thăng của Belarus xâm nhập không phận Ba Lan. Chúng tôi đang duy trì liên lạc với chính quyền Ba Lan về vấn đề này và tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo an toàn cho lãnh thổ của khối. Hôm 2 tháng 8, Ba Lan cáo buộc hai trực thăng của Belarus đã xâm nhập không phận nước này ở độ cao thấp. Ngay sau đó, Warsaw đã thông báo vụ việc với NATO và liên minh quân sự này hiện đang theo dõi tình hình. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết thêm rằng khoảng 100 chiến binh của Wagner đã tiếp cận khu vực biên giới với nước này, một khu vực có vai trò chiến lược được biết tới với tên gọi Suwanki Tình hình bây giờ trở nên rủi ro hơn, đây rõ ràng là một bước đi để thực hiện cuộc tấn công ủy nhiệm nhằm vào lãnh thổ Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki nhận định. Trước tình hình này, Ba Lan, Lithuania và Latvia đều thông báo đang triển khai thêm quân và khí tài tới khu vực biên giới. Cùng ngày 2 tháng 8, ông Guntis Pujat, người đứng đầu lực lượng biên phòng của Latvia khẳng định Rủi ro an ninh ở khu vực biên giới đã tăng mạnh kể từ khi nhóm Wagner xuất hiện. Theo ông Pujat, lực lượng này đang huấn luyện một đội đặc nhiệm để có thể xử lý tình hình. Ngoài ra, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda cho rằng nhóm Wagner muốn sử dụng sự hiện diện của mình ở khu vực biên giới của Belarus để thực hiện các hành động khiêu khích. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus hôm 2 tháng 8 nhấn mạnh Ba Lan không nên làm căng thẳng khu vực với cáo buộc máy bay trực thăng của Minsk xâm nhập biên giới hai nước và viện cớ để quân sự hóa các khu vực. Đồng thời, Bộ trên nêu rõ hai bên cần giảm căng thẳng thông qua cơ chế đối thoại, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Sau khi Bộ Quốc phòng Ba Lan cáo buộc 20 bay trực thăng của Minsk đã xâm nhập không phận nước này, Bộ Quốc phòng Belarus đáp lại bằng việc cung cấp Vaksava, dữ liệu kiểm soát, trong đó không cho thấy bất cứ sự hiện diện hay căn cứ nào về thông tin trên. Lý do hội nghị hòa bình tại Ả Rập Sư Út quan trọng với Ukraine. Công tác chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành cho cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Jeddah, Ả Rập Sư Út vào cuối tuần này, khi các quan chức từ hàng chục quốc gia nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán hòa bình của Ukraine. Hội nghị này là hoạt động tiếp theo sau cuộc họp vào tháng 6 tại Copenhagen, Đan Mạch, nơi quy tụ các đại diện từ các nước trên thế giới, bao gồm khu vực Nam Bán Cầu, trong nỗ lực vạch ra một kế hoạch hòa bình cho xung đột ngay Ukraine. Danh sách những người tham gia hội nghị tại Jeddah bao gồm các đại diện của Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản. Ngoài ra còn có một số đại diện của các quốc gia châu Âu và Mỹ. Nhưng câu hỏi đớn đặt ra là liệu phía Trung Quốc có xuất hiện hay không? Điều quan trọng là những gì Trung Quốc làm hầu hết những người tham gia lần trước đều tỏ ra tiếc nuối vì Trung Quốc không có mặt. Một quan chức cấp cao của châu Âu tham gia chuẩn bị cho cuộc họp cho biết, quyết định tổ chức các cuộc đàm phán của Riyadh là rất quan trọng trong thời điểm này, đặc biệt là sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ dừng chân tại Jeddah trên đường tới hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5. Tại đây, nhà lãnh đạo đã có bài phát biểu trước Liên đoàn Ả Rập và gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Đảm bảo sự hỗ trợ toàn cầu đối với kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine là một thách thức thường xuyên Đối với chính quyền Kiev, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này, các quan chức Ukraine đã bày tỏ sự ủng hộ và hoan nghênh quyết định đăng cai của cuộc họp của Rập Út. Ả Rập Út cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như một nhà môi giới hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Hussein Ibis, một học giả thường trú cấp cao tại Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập của Washington, cho biết sự thay đổi này phản ánh sự trỗi dậy của thế giới đa cực toàn cầu và các cường quốc khu vực tầm trung với vai trò quốc tế ả rập xê và thổ nhĩ kỳ là những ví dụ điển hình về các quốc gia tầm trung đang giúp định hình thực tế quốc tế theo cách mà họ hiếm khi làm trong chiến tranh lạnh học giả lý giải cũng như thổ nhĩ kỳ ả rập xê được đánh giá là một nước môi giới ở một vị thế tốt trong quan hệ các bên ả rập xê có mối quan hệ tốt với tổng thống nga putin đồng thời là đồng minh lâu năm của phương tây theo học giả ibis sáng kiến ngoại giao giúp củng cố mối quan hệ hợp tác giữa ả rập xê và thổ nhĩ kỳ nhằm quảng bá hình ảnh các quốc gia này với tư cách là những người chơi toàn cầu đối tác khu vực và các chủ thể quan trọng độc lập hơn ngoài các liên minh thể chế truyền thống. Những nỗ lực này cũng vì lợi ích của hai quốc gia. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tìm cách thay đổi hình ảnh và địa vị của vương quốc mình trong mọi lĩnh vực, từ thể thao du lịch đến ngoại giao. Trong khi đó, việc duy trì vị thế độc lập giúp ích cho mối quan hệ của cả nước này với các cường quốc khác như Trung Quốc cũng như các quốc gia trung lập ở Nam bán cầu như Ấn Độ và Brazil. Tuy nhiên, ông Ibis đánh giá, mặc dù Ả Rập Xê Út là một trong những bên có thể giúp ngăn chặn xung đột Nga Ukraine leo thang hơn nữa, nhưng sẽ cường điệu khi nghĩ rằng Họ là bước điểm duy nhất. Theo Aham Kamen, học giả các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi tại Horizon Group, chưa biết hội nghị hòa bình do Rập đăng cai tổ chức sắp tới, không có khả năng phản ánh một bước tiến thực sự hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình có khả năng chấm dứt cuộc xung đột trong tương lai gần. Tuy nhiên, hội nghị này sẽ xây dựng một nền tảng thể hiện sự tham gia mang tính xây dựng hơn nữa giữa phương Tây và các nước đang phát triển tại Nam Bán Cầu. Riyadh không ảo tưởng rằng Cuộc họp tháng 8 sẽ dẫn tới một bước đột phá về thực chất và các nước phương Tây không mong đợi những người tham gia Nam Án Cầu sẽ chấp nhận kế hoạch hòa bình Ukraine hiện tại hoặc sẵn sàng mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga, ông Kame lưu ý. Cả phương Tây và Nga cho tới nay đều đang cố gắng tránh mâu thuẫn leo thang toàn cầu, nên họ cũng cùng gây sức ép buộc Riyadh hay Ankara phải đứng về một phía nào cụ thể. Tiềm năng của BRICS Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối tại thành phố Johannesburg, Nam Phi vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Hồi cuối tháng 7, Nam Phi, một quốc gia chủ tịch BRICS tiết lộ, hơn 40 quốc gia đã bày tỏ mong muốn hoặc quan tâm tới việc gia nhập nhóm này, mở ra tiềm năng cho các nền kinh tế đang phát triển. Từ BRICS ban đầu là tên viết tắt của Brazil, Nga, Russia, Ấn Độ, India, Trung Quốc, China và Nam Phi, South Africa, được xuất hiện trong báo cáo của Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Goldman Sachs. Và thời điểm đó, đây là những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. BRICS đang dần trở thành diễn đàn ngoại giao và tài chính phát triển bên ngoài phương Tây. BRICS xuất hiện từ năm 2001 nhưng gần đây, nhóm này nhận được sự quan tâm đặc biệt trên trường quốc tế với nhu cầu mở rộng mạnh mẽ. Nhu cầu này xuất phát từ bối cảnh xung đột ngạo ukraina à, cạnh tranh Mỹ-Trung và đối đầu Đông Tây. Là nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, BRICS cam kết duy trì chủ nghĩa đa phương, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, đồng thời tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển. Các quốc gia thành viên gia nhập BRICS có thể hy vọng giữ vai trò tích cực ổn định, mang tính xây dựng cho các vấn đề quốc tế và nhận được sự tài trợ phát triển. Trong những quốc gia mong muốn gia nhập BRICS, một số cái tên đáng chú ý có thể kể tới như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi quốc gia này đều chiếm vai trò quan trọng trong các vấn đề đối ngoại. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, Ai Cập và Ả Rập Xê Út là những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới. Việc các nước này bày tỏ nguyện vọng gia nhập BRICS có thể là tín hiệu cho thấy quan hệ giữa họ với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ ngày càng tích cực gắn bó cả về thương mại lẫn quốc phòng. Nếu cả ba quốc gia này cùng gia nhập BRICS trong thời gian tới, có nguy cơ làm thay đổi vai trò và vị trí của Mỹ trong khu vực và trong các chính sách đối ngoại của Washington mong muốn giảm sự phụ thuộc vào phương tây cũng đi kèm với mục đích nâng tầm vị thế của các quốc gia đang phát triển việc brics đang tích cực xem xét giao dịch nội khối bằng đồng tiền riêng dẫn tới nguy cơ phi đô la hóa cũng đã chứng minh cho mục tiêu trên nếu sử dụng một đồng tiền riêng brics có thể củng cố vị thế trong các vấn đề toàn cầu tuy nhiên để cân bằng hai mục tiêu trên là thách thức với brics và có thể gây bất đồng ngay trong nội bộ của khối nếu giảm sự phụ thuộc vào phương tây trung quốc và nga sẽ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm kinh tế đây là gánh nặng lớn với hai quốc gia đang từ từ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và xung đột Ukraine. Cần lưu ý thêm rằng việc giảm sự phụ thuộc vào phương Tây không đồng nghĩa là BRICS muốn hạ cuộc phương Tây. Mục tiêu của khối vẫn là thiết lập một thế giới công bằng, toàn diện hơn để các quốc gia đang phát triển có cơ hội thể hiện tiếng nói và tiềm năng của mình. Liệu BRICS có thể thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực hay không là điều mà thế giới đang trông ngóng. Đảo chính DJ, tướng Abdurrahmane Tiani tuyên bố không nghiễm bộ tướng Tieni tuyên bố phản đối mọi hình thức đe dọa và trừng phạt nhằm vào Niger. Chúng tôi từ chối bất cứ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Niger, tướng Tieni tuyên bố. Tướng Tieni lên làm lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc được thành lập sau cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7 để điều hành đất nước. Trước đó, lãnh đạo các nước thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS áp đặt lệnh trừng phạt lên Niger và cho biết có thể sử dụng vũ lực nếu cần nếu các nhà lãnh đạo đảo chính không phục chức cho ông Bazoum trong vòng một tuần kể từ 30 tháng 7. Khối này cũng cử một phái đoàn tới Niger hôm 2 tháng 8 để thương thảo với lãnh đạo quân sự, hy vọng tìm giải pháp ngoại giao trước khi đưa ra quyết định có can thiệp vũ lực hay không. Trong khi đó, chính quyền bờ biển Nga ngày 2 tháng 8 quyết định đình chỉ tất cả hoạt động nhập khẩu cũng như các thủ tục thông quan đối với hàng hóa tới từ Niger cho tới khi có thông báo mới. Động thái này được thực thi theo quyết định của ECOWAS sau cuộc đảo chính Niger ngày 26 tháng 7. Reuters dẫn tài liệu của một công ty điện lực nhà nước Niger cho biết Nigeria đã cắt nguồn cung cấp điện cho Niger trong khi một lượng lớn tài xế xe tải từ thủ đô Niamey bị mắc kẹt do biên giới đóng cửa. Những dấu hiệu đầu tiên về hậu quả của biện pháp trừng phạt sâu rộng của ECOWAS mà tướng Tini mô tả là bất hợp pháp, bất công và vô nhân đạo. Phản ứng cứng rắn của ECOWAS đã khiến Mali và Burkina Faso, hai quốc gia láng giềng của Niger cũng đang do chính quyền quân sự quản lý, ra tuyên bố coi bất kỳ hành vi can thiệp nào vào Niger là lời tuyên chiến với hai nước này. Mỹ ngày 2 tháng 8 cho biết nước này sẽ sơ tán một số nhân viên và đưa người thân của họ ra khỏi đại sứ quán tại Niamey. Pháp, Đức, Ý đã sơ tán công dân do lo ngại xung đột ngày càng tăng tại New Những chiếc máy bay quân sự đầu tiên chở công dân châu Âu đã hạ cánh xuống Paris và Rome ngày 2 tháng 8. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.